Có gì đây, có gì đây, có gì đây? Một chai xịt nách, một cái quýt đình tích. Ê, xịt nách rồi nè. Cuối năm rồi, hãy xịt nách đi. Hãy xịt nách đi. Con mẹ già hồi nách, già mà hồi nách là con rèn đi. Già mà hồi nách là con rèn đi. Đi lang thang trong sân hồi nách qua. Đi lang thang trong sân hồi nách qua. Hồi nách qua. Ôi, anh chơi điếm. Biết ông hay không? Hay nào? Xin chào các bạn, chào mừng quay đây trở lại với channel mình là Chris và Gunner. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Granny phiên bản 1.8 trên điện thoại là các bạn đã hướng dẫn mình rồi. Đó là khi mà chúng ta chơi 1.8 trên điện thoại là chúng ta thoải mái hơn. À, là cái bộ nâng cấp gì đó mới đúng không? Mình đã đọc và hướng dẫn của các bạn và mình đã biết cách mở ra cánh cửa rồi. Bây giờ mình sẽ thắng rất là dễ dàng thôi. Thì các bạn cũng thấy trình mình đã ao trình bà Granny rất là nhiều rồi. Dễ gì mà bà ăn được mình đúng không? Dễ gì mà bà ăn được mình đúng không? Trời ơi, bà lên rồi, rồi, rồi. Rồi ngày 1 bắt đầu đi. Rồi chúng ta lại tỉnh dậy trên chiếc giường mà bà Granny đã ngủ với chúng ta. Trời ơi ghê quá. Ủa cuốn sách Seaborn ở đây luôn. Đó, các bạn đã hướng dẫn mình là cuốn sách cô giáo Thảo này. Đó là một cuốn sách đặt vô bà Granny, bà sẽ xuất hiện thành bà cô giáo. Ồ, ghê thiệt. Ghê, khủng khiếp thiệt. Mới vô là mở cửa ra vậy luôn hả? Chơi lớn gì chị bảy? Ê, không biết các bạn cảm thấy như sao nha. Mà tôi cảm thấy là hả? Mẹ Granny trên điện thoại là khôn hơn con mẹ trên máy tính nha. Nè, quay lại nè. Chưa? Điếm thúi chưa? Bà gật thúi. Mẹ là thúi. Thúi. À, cái trình độ tôi chơi Granny là đã hả? Rất là chùm rồi, cho nên là dễ giàu gì mà lừa được tôi. Đi qua đi lại hoài cái cầu thang, đâu cho mình đi đâu. Khùng vãi luôn. Bây giờ tôi sẽ quăng cục pin xuống, tôi dụ bà. Bây giờ Khó, chết mẹ mày rồi con. Ủa, thấy tôi ngu chưa? Ủa sao giật gì dữ vậy má? Ai không nói đâu này. Tôi không chịu đi. Sao đứng luôn vậy? Alo. Ôi tự nhiên thả cái bẫy trên cái hộp. Bà Granny này nay bà làm shipper rồi các bạn ơi. Bà gửi chúng ta lại một món quà. Rồi bây giờ tôi sẽ lấy cuốn sách nè, đi vô lại cái phòng ngủ của bà. Đó. Cho con quỷ này nó đọc chuyện. Trời ơi, cứu tôi. Ủa? Đọc chuyện đi. Đọc chuyện cô giáo Thảo đi, review đi. Cái hình nộm thôi mình làm sợ không chết. Tưởng gì. Sao già vậy? Bà này cứu hồi dạng là bà cứu ngoại của bà ngoại luôn. Đó, má này bò bằng nách. Rồi hả, đụng cái thùng ship hàng của bà Granny Shipper. Đó, Granny Shipper cầm cái cây lên gõ vào đầu bà này, bong. Không gõ hả? Tự nhiên bò bằng nách vậy hả? Rồi bò tới đâu má? Có chìa khóa rồi. Chìa khóa này là mở cái hầm ở dưới. Ủa? Sao xẹp lép vậy? À, thì ra bà giấu tôi bấy lâu nay. Đó là bà làm vú bơm. Vú bơm. Cho nên là hả, bà bị xẹp vú. Đúng không? Già cả rồi phải trẻ gì đâu mà đồ hàng. Trời đất ơi. Xin nhự bà xuống. À,
Chiến thuật cũ thôi. Quá dễ dàng với tôi. Nani? Không, cái này là gọi là sai sót một xíu thôi, một xíu thôi. Nhường bác ăn gián, thấy không? Nhường bác ăn gián, nhường bác ăn tí. Ui, bay già cả, nhường bác xíu. Bình thường, bình thường. Quá ư là bình thường. Hello mấy cưng. Ủa kìa bóng. Ôi chơi điếm. Kim chỉ cam ngoài ai chơi. Họ coi như mình chấp bả hai mạng đi. Thí hai mạng cho bà. Chấp bà đi. Bữa tôi ăn bà rồi. Wow, tôi cảm thấy tôi giận ao trình bà. Tôi cảm thấy tôi giận ao trình bà. Bà chỉ là cùi thôi, cùi thôi. Rồi mở ra nè. Có gì đây? Một chai xịt nách, một cái quýt đình tích. Quýt đình tích là làm gì? Nhìn lạ vậy. À, cái chỗ này là để gắn chìa khóa màu vàng đúng không? Thì ra là vậy. Ê. Xịt nách à nè. Nách mặt cuối lắm rồi. Hãy xịt nách đi. Hãy xịt nách đi. Con mẹ già hôi nách. Già mà hôi nách là con ghen đi. Nhà mà hôi nách là con Remy. Đi lang thang trong sân hôi nách qua hôi nách. Đi lang thang trong sân hôi nách qua hôi nách. Tôi sẽ đi vòng nhớ. Không có đồ gì ngon luôn chứ. Sao mà nó xì bon cùi bắp vậy. Không đồ gì ngon luôn các bạn ơi. Đó, tôi xuống đây tôi coi coi có gì ngon. Nước cống ngon quá. Cứt không. Ui giời ơi. Chỗ này không giống như không chả rửa gì hết nè. Đi đi toilet công cộng. Vừa đi vừa chét lên tường. Bị nó khô, nó quắn lại. Không. Cái mô người ta nhúng nước rồi. Chấm vô ngón tay múc. Yeah. What the fuck. Không spawn đồ luôn chứ. Một cái cót. Một cái shotgun. Ok. Chỗ đồ phế trời. Rồi bây giờ phải thể hiện trình. Bây giờ không có thả mà chúng ta chạy vô đây liền. Ý à, lỡ đụng vô cái mâm xe nó gớt cái mâm xe rồi. Trời ơi thiệt tình. Chết mày chết. Đó giờ bà dừng nghe mâm xe. Ui lên lại đi, lên lại đi, tôi làm lợi nè. Tự mẹ gì. Xui thôi. Rồi chúng ta sẽ đổi trộm lông cháu phụ đó, cắm đầu chạy. Rồi đi vô đi bà già. Ôi có thấy đâu, chiếu lại đi, coi công nghệ va đi, coi công nghệ va đi. Bà còn chưa quay mặt qua nữa là tôi đóng cửa rồi. Thôi chị điếm rồi. Thôi thấy chung lại tôi cái hạt đúng không? Thôi điếm thiệt chứ. Già chó á. Sao có đi đường đó nữa má. Còn ngày cuối luôn. Tự nhiên cái ủa sao có đi đường đó nữa. Chỗ chơi vậy sao đỡ được. Sao mà đỡ được. Chỗ các bạn thấy bà ăn vàng không? Có thấy đâu. Nè bây giờ tôi vô đây nè, tôi không chạm một cái gì nha. Nè, coi nha. Nè, tôi đóng cửa nhẹ nhàng nha. Tôi cá luôn. Là bà biết tôi đâu luôn. Coi bà có vô đây không. Con thoát đi đâu là con trai. Hê. Tôi đặt cái bẫy trước. Trước cửa đó chứ. Tôi điếm thiệt chứ. Đâu ra gì ảo mà Canada nhưng mà. Ô là la luôn. Già điếm quá. Rồi sao dám đi. Thôi đi đi ha. Đi. Né quá. Đặt ngay cửa luôn. Điếm thiệt. Gắn cái battery vô nè. Tôi chấp bà luôn á. Tôi chơi mạng cuối nè. Không thể nào sai được nữa. Mà
bạn này là sẽ ăn tiền và ăn cức. Tôi quyết định ăn cức rồi. À không, tôi quyết định ăn tiền. Ê, ê, sao không xoay đầu được. Trời ơi. Điếm chết. Điếm thiệt. Tự nhiên không cho tôi xoay đầu luôn. Rồi, ở trống đi má. Đi mở cửa đây. Coi có gì. Trời ơi, giờ này mới cho quét bình kỳ. Cái gì á? The Chain Cutter. Mà cái gì các bạn? Chain Cutter là để làm gì? Các bạn hãy comment bên dưới giúp mình nha. Chain Cutter là cắt xích. Cắt xích. Cắt đứt bả được không? Trời ơi, Playhouse Key. Mấy giờ mà Playhouse Key? Đó. Trời ơi. Xuống đây à? Phải không? Thôi, mọi thứ đều quá mới mẻ. Ôi sao xuống đây đi nhanh dữ. Đi chèo dèo luôn. Yo, qua xe mì gõ luôn. Yo, qua xe hủ tiếu. Yo, qua xe nước sắp đi. Gà đó là đường để quay lại gara không hả? Gì vậy bà? The Spider Spider-Man Genny. Ngon mà ra đây. Bà ngon mà ra đây. Spider. Má làm ghê mày. Má nổi hết da gà luôn á. Nhìn quá. Chạy đúng nhanh luôn. Ủa tự nhiên có quanh lại à? Ủa điếm phải. Ủa tôi thấy giống như là cái update này nó điếm hơn các bạn đúng không? Nhưng mà làm sao chơi qua được trình túi. Ê! Ủa? Anh chưa có ra khỏi ấy luôn á. Qua công nghệ qua lại đi. Ủa điếm thiệt. Gì vậy? Hello bắt tay chị. Ủa các bạn thấy bả chân vàng không? Kỳ vậy. Vâng và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là ví dụ mà xuống dưới hầm nhện chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nha. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.